bán nhanh không có Covid anh ơi. Đấy. Cái này bao nhiêu đây anh? Con này 45 triệu. 45 à? Hay quá nhỉ. Đẹp quá nhỉ. Ui, anh hay có cái đồ này nhỉ. Còn có cây cuối cùng đấy, hết rồi đấy. Hết đây. Hết rồi. Con này là bao nhiêu anh? Ôi, con này 14 triệu. Ừ, quan quại nhá. Nào nay thiên được thiên nắng quá không nhỉ? Không để cây đâu đấy. Quyết định không đi nhưng mà ở nhà làm cái gì đâu. Gà không có, chó không nuôi gì. Có phải đi chợ đi ra cho nó khỏe ấy, người. Đi chợ nó đỡ buồn. Gà không có, chó không nuôi thì chẳng nói. Buồn. Mình cũng bán được thì vui, không bán được thì gặp gỡ. Mẹ cứ lo nó cấm đường nhà nạ thế này, hôm nay em đi mẹ lối Hà Đông này chẳng cấm thế nào. À, đi lối Văn Điển vào, lối ấy vào chứ. 14 đồng. Đề là núi đá. Tránh trước. Không chủ là làm tí video à. Mấy nữa Covid mà nó ập đến rồi không có cái gì mà xem. Đây, cụ nào ra đi sớm quá. Ở đấy. Này thì bao nhiêu anh? 15 triệu. Đấy, so sánh với cái chai này. Là điện cả quá 20 45 phân. 45 phân. 45 phân. Khoảnh tầm 45. Đây là khẩu độ thi đấy, khẩu độ quốc tế. Ừ. Khoảnh với chiều cao bằng nhau là khẩu độ thi. Con sánh có tiêu chuẩn đấy. Dạ. Ui đây anh ạ. À mới lấy gì? Phải là móng không? Móng dáng móng. À mới lấy gì anh? Đúng không? Mấy đồng anh? Con này hả? Anh vừa mua vào là 5 triệu đồng. 5 triệu đồng. 35 15 3 cây. Điệu đấy nhỉ? Đẹp quá, dáng đẹp quá. Dáng này để có. Đấy. Vị tôi cũng nằm tâm này thì phải đau hơn nhiều. Dạ. Anh ơi người ta đàn thế này rồi mình thôi thì mình. Nếu mà bé quá mà rụt quá thì lại không nhìn thấy thân. Hai cũng kiểu đấy. À đấy. Còn cứ cắt. Ngày xưa Liên làm cái loại này nhiều ăn đấy. Cái này được mà cái này có thân có bẹ. Đấy ngày xưa mới dâm dâm mà bây giờ đã thế này rồi. Nhanh rồi. Điệu cây đấy dăm móng này cứ rụt này, cứ mẫm này nhỉ. Làm đúng như à, quên thế còn mà giá giao lưu anh em thì là bao nhiêu đây? Giá để về luyện thì ra đã vào chậu cho đẹp đã. Chưa giao lưu đâu. Chọn người ta 500 cây mà được có bằng này đấy, được có 3 cây dáng này, chứ còn toàn bộ là chụp hết, chụp trên đỉnh. Nhìn cứ như là đúng 500 rơm. 500 cây mà được có 3 cây. Có loại kia nhìn như đúng rơm. À kia chưa cắt. Kia chưa cắt. Chưa. Này điệu. Nó bóp xít toàn là mới thành đấy. Bóp đẹp. Có hòn đá nó nhẹ nhàng này đỡ. Đấy. Cái này thì bây giờ vào cái chậu bé bé thôi. Ừ. Đẹp. Điếm, nhìn cái dằm móng nó thích mẫm móng đấy, mẫm nhìn cái mẫm đây của mình nó đều khỏe này. Rất là mẫm mập mạp. Tí sang xem hai cái kia xem. Okay. Sáu mươi làm xong cây có 60 phân bóng 80 này do làm cái cây tàu tuyệt vời này chuẩn bị lứa hoa mới này. Nó đi đã có thể đâu Việt về lâu rồi đây á. Ừ, nó đi nó về trước không thành ngoài về từ cách đây thế đó thì đi khai báo chứ nhỉ. Thế đấy thằng ấy nó bảo là gương thôi mà bỏ mẹ gặp anh em mẹ rồi đừng đi chơi. Mới về chứ mới về đâu có về
rồi tôi thấy ảnh ngọt mới đây. Giờ nó thông báo từ đầu tháng đầu 8 đâu phải nhỉ? Đúng không? Không, cái lịch của nhà nước mà cũng như là từ ấy. Hôm nay là con sự... này nó về. Hôm nay có cơ chấp mọi cơ sẽ cải. Hôm nay là mới. Hôm nay mà phường biết nó biết là mày đừng vào đất nữa nhé. Không, em không cưa vào đất. Gần 700.000 có cưa trong ấy. Ngại quá nhỉ, mệt ghê đấy. À đây, quay lại số của anh Trương đây. Anh em vào làm việc, làm việc tiếp. Để ra sau tí, đứng lối đi. Xem hai con móng nhỏ nhỏ này xem sao. Mua trên phần mà treo đấy. Cái gì anh? Ui, đồ hay quá anh nhỉ. Của anh Bưởi à? Ờ. Nhìn mua mịn nhỉ? Không, con phải cái ngọn nữa. Ngọn cho em nhờ đằng này tí. Cho em quay cây móng đây có ra gì. Nắng ghê nhỉ. Mà ăn nha anh, mùi lại thấy thơm lắm. Bóng đấy. Nhưng mà thấy mùi thơm lắm. Đã được gì nào. Thế à, mùi ông nào thơm đấy. Hả? Ông nào có tí mùi nước chè này. Ông nào có tí mùi thơm đấy. Trước đây. Trước. Cái gì đấy? Kỷ niệm à? Này chưa cắt lá nhìn hơi khó, nhưng mà con kia thì mịn, kia nó không bị lều mèo này. Các bạn phải đi thằng nào cắt cây cắt kẹt xong đi cùng đó cho nó rực rỡ thì làm chó đi à. Em cắt còn chả hết cần gì phải đi cùng thằng nào. Hôm vừa rồi mồi mua con ở của tay ở Thiên Hóa, con quay lên đẹp đấy. À được. Anh mua đi chẳng làm đấy. À. Bắt con này nhiều tiền. Mua 23 triệu. Mạnh thấy phết. Có nhìn thấy bao giờ đâu, cứ mua cùng mù thôi. Rồi, mua rồi. Mua trên mạng. Đúng rồi. Nhưng mà thường đồ mà trên chục thì người ta phải xem trực tiếp. Mình kìa mẹ, thời gian đâu, cứ vã. Đấy, cây này ổn đấy. Mặt sau khá là ok. Cây mà 45 này. Mặt cây cũng đeo. Nắng quá. Đâu đây hả? Hả? Đâu, hàng họ của anh đâu? Đấy, con xe Jeep đấy. À. Một con ở trên xe cơ. Bỏ mẹ. Ấy, cần thăng chứ. Như nào ở đây gì? Này, đạp cái phát ra ngoài. À. Năm tiền đã lâu lắm rồi. Có đi du lịch rồi, nó còn tiền nhiều hết rồi. Alo em à, anh cũng biết rồi. Vậy chào anh Tâm. Nếu mà tiêu nhau. Đấy, khẩu trang phải cẩn thận vào. Em mua bán xịt dở đấy nha. Đây, chợ búa này. Trong anh Tân con này đang lở đấy. Cái anh Tân con này lở chưa? Lở rồi anh. Nó còn lâu. À cái câu món này là lúc nào có hoa đúng không anh nhỉ? Ừ, hoa bây giờ đang có nhưng mà hết, có lon cứ hết là có nhỉ? Hay là theo mùa nhỉ? Nó có hoa chỉ có đủ vừng. Hôm nay mai là cũng phải theo mùa ấy nhỉ? Mai ra 1502 chết. Cái này là mùa bây giờ đang có hoa nên mang mùa này. Trong Tân nhưng mà con để anh như con đấy đang hoa rực rỡ luôn. Có khả năng lá này là ăn được rồi. Hả? Lá này đấy, chắc ăn được. Đi gió nó tắt. Không nhưng mà hình như là ăn được. Trong cái mà quay con trong anh Tân ấy đang hoa rực rỡ luôn. Anh Tân mà vào thì không về được nên là thôi, để hôm khác.
đẹp quá, trước ấy nó cũng được một con đẹp nhưng mà chả biết bán chưa. Ba con thì hôm trước có một con này. Anh như vẫn để kia. Ba con đây anh đấy của nó đây rồi đâu? Không, một con khác khác. Đúng giống. Hai con kia này. Đúng giống là cắt lá rồi. Cắt lá rồi. Anh không biết. Chuyến trước anh không đi. Chuyến trước anh không đi đấy. Ừ. Hình như vẫn để bên xem kia. Không. Kệ nó mua bao nhiêu này anh thích anh lấy con này. Ừ. À lấy của nó lấy của nó à? Lấy của nó. Đẹp, điệu phê. Bây giờ công đi lên chọn các thứ. Đúng rồi. Cùng quan trọng là nó còn lê được ra. Vâng, còn lường nhằng ở nhà lắm. Đẹp. Sáng sủa, mực mà. Ok. Bác nào thích cái gì thì liên hệ anh Trương nhé. Con nào kiếm được con nào nó na ná nó xấu hơn tí.